Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa dùng tâm lìa tướng tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu nhẫn, ta có thể xả việc này, đối với việc này mà tu nhẫn, do việc này mà tu nhẫn, vì việc này mà tu nhẫn, thì tu nhẫn như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà hành an nhẫn Ba La Mật Đa. Khi ấy chẳng thấy sở hành là an nhẫn là cũng chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả Phật pháp như vậy là Đại Bồ Tát An trụ tâm vô lậu mà hành an nhẫn ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng mà tu hành tinh tấn ba la mật đa nghĩa là chẳng thấy ta có thể tinh tấn ta có thể xả việc này đối với việc này mà tinh tấn do việc này mà tinh tấn vì việc này mà tinh tấn thì tinh tấn như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà hành tinh tấn ba la mật đa khi ấy chẳng thấy sở hành là tinh tấn lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà hành tinh tấn ba la mật đa này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, dùng tâm lìa tướng tu hành tịnh lự ba la mật đa, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu định, ta có thể xả việc này. Đối với việc này mà tu định, do việc này mà tu định, vì việc này mà tu định, thì tu định như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước, mà tu tịnh lự ba la mật đa khi ấy chẳng thấy sự tu hành tịnh lự lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà hành tịnh lự ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu hành bát nhã ba la mật đa nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu tuệ ta có thể xả việc này đối với việc này mà tu tuệ do việc này mà tu tuệ vì việc này mà tu tuệ thì tu tuệ như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà hành bát nhã ba la mật đa khi ấy chẳng thấy việc hành bát nhã lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu hành bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc ta có thể xả việc này đối với việc này do việc này vì việc này thì tu bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà tu bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc khi ấy chẳng thấy việc tu hành bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà tu bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc